Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã ghi nhận thêm 12.680 ca nhiễm mới COVID-19 tính đến chiều ngày hôm nay, trong đó có 17 ca nhập cảnh và 12.663 ca được ghi nhận ở trong nước, trong đó có 7.851 ca trong cộng đồng. Các địa phương có số ca mắc cao nhất đó chính là thành phố Hồ Chí Minh 7.308 ca, Bình Dương 3.172 ca, Đồng Nai 814 ca, riêng tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay đã ghi nhận 40 ca. Trong ngày hôm nay thì có bệnh nhân được công bố chữa khỏi bệnh là 13.937 người, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 325.647 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 6.479 ca. Theo tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trong ngày hôm nay, ghi nhận 335 ca tử vong, tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh là 268 ca, Bình Dương 34 ca. Trong ngày 7 tháng 9 thì có 771.937 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine tiêm là 23.577.917 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 19.809.234 liều, tiêm mũi 2 là 3.768.683 liều. Yêu cầu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh trang bị ngay các trang thiết bị cần thiết để trung tâm tổ chức thiết lập phòng mổ ngoại và phòng mổ sản, phục vụ công tác điều trị tại bệnh viện dã chiến số 14. Đây là thông tin được ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết khi đến thăm và động viên các y bác sĩ tại trung tâm hồi sức bệnh viện Trung ương Huế đặt tại bệnh viện dã chiến số 14 thành phố Hồ Chí Minh trong buổi sáng nay. Đây là một trong năm bệnh viện hồi sức tích cực cho những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại thành phố Hồ Chí Minh, cứu sống được nhiều bệnh nhân sau khi đưa vào hoạt động gần một tháng nay. Trong chuyến thăm và làm việc với bệnh viện dã chiến số 14, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự nỗ lực của 250 y bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế và 5 đơn vị y tế ở thành phố làm việc tại đây. Rất là cảm ơn các cái bệnh viện đầu ngành như Trung ương Huế vào đây giúp cho thành phố trong cái việc tổ chức không chỉ điều trị ở cái tiếng cái tầng 3 mà các anh còn kết nối cái tầng 2, giúp sắp xếp lại, tư vấn, làm cho cái hoạt động, cái chất lượng, cái điều trị ở cái tầng 2 này nó hiệu quả hơn và kết nối với tầng 3 là nó thông suốt hơn. Cái đó rất là quan trọng trong cái việc nâng cao chất lượng điều trị, giảm cái tử vong. Nhờ có sự điều trị kịp thời, trung tâm hồi sức ICU này đang chăm sóc tích cực cho hơn 300 bệnh nhân, thời gian tới sẽ nâng công suất lên 600 giường bệnh. Cũng trong buổi làm việc, tiến sĩ bác sĩ Trần Thanh Xuân, phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cũng đề nghị với lãnh đạo thành phố cần chuyển bệnh sớm hơn từ tầng 2, không để bệnh nhân trở nặng mới chuyển tầng. Nguồn lực đổ vào cấp cứu bệnh nhân sẽ ít nhưng hiệu quả cao. Đồng thời, Bệnh viện điều trị COVID-19 số 16 cũng đang chuyển giao chuyên môn trực tiếp cho các bác sĩ ở Bệnh viện quận 12, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương về hồi sức và kỹ thuật ECMO, phục vụ nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện tại là bên em cũng đang bố trí một bác sĩ mà chuyên ngành hồi sức là sẽ phụ trách một bệnh viện. Thì khi mà có bệnh nhân cần chuyển viện thì cục bác sĩ đó sẽ hỗ trợ cái việc mà chuyển viện an toàn. Thì trước đây mà nếu như mà không có một sự trao đổi giữa hai bên thì bệnh nhân mà chuyển lên đây thì tỷ lệ mà cần hồi sức tim phổi mà khi vào cấp cứu rất là cao. Bệnh nhân ngừng tim hoặc là suy hô hấp cấp giữa đường rất là lớn. Mà sau khi mà có cái sự hỗ trợ và trao đổi hai bên cũng như là chuẩn bị kỹ các phương tiện để mình nhận bệnh. Thì khi mà bệnh nó đẩy lên thì nói chung là đảm bảo được cái tình trạng cũ như ở tầng dưới. Cuối buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi trao quà và tri ân sự hỗ trợ của các bác sĩ đầu ngành với nhân dân thành phố trong công cuộc phòng chống COVID-19. Đồng thời sẽ lưu ý hỗ trợ lực lượng y tế ở đây về cơ sở lưu trú và chăm sóc bữa ăn, đảm bảo sức khỏe tốt nhất để làm việc. Liên quan đến việc kiểm soát xử lý phương tiện người vi phạm lưu thông trong 15 ngày, thành phố Hồ Chí Minh siết chặt nghiêm giãn cách. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã kiểm tra hơn 2 triệu phương tiện, xử phạt hơn 12.000 trường hợp với số tiền hơn 17 tỷ đồng. Theo đó, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, qua kiểm tra, kiểm soát tại 914 chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra hơn 2 triệu phương tiện và hơn 900.000 lượt người. Kết quả phát hiện, lập biên bản xử lý 11.176 trường hợp với số tiền đề xuất xử phạt hơn gần 17,8 tỷ đồng. Trong đó, lỗi ra đường không chính đáng chiếm 99,1%. Để kiểm soát phương tiện và người dân ra đường, đặc biệt là các F0 khi đi qua các chốt kiểm soát, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành lắp đặt khoảng 100 camera trên toàn địa bàn thành phố và thực hiện việc khai báo y tế bằng cách quét mã QR code qua các camera này. Trước đó, thông qua việc kiểm tra mã QR code, khai báo y tế, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 63 F0 lưu thông trên đường.
Thưa quý vị và các bạn, Thành ủy Lai Châu vừa thông báo quyết định thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đối với bà Vàng Thị Chính bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu, tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Chính vi phạm quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ khi sử dụng chứng chỉ tiếng Anh B1 không hợp pháp để làm hồ sơ cán bộ ứng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021 và hồ sơ giới thiệu tái ứng cử Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ứng cử chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đánh giá vi phạm của bà Vàng Thị Chính là nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, nơi bà Chính đang sinh hoạt và cơ quan công tác. Hiện tại, bà Vàng Thị Chính đang chờ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu bố trí nhiệm vụ công tác phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện được mục tiêu trước ngày 15 tháng 9 năm 2021, Hà Nội nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh. Bên cạnh giải pháp phân chia 3 vùng, thủ đô cũng quyết liệt đưa ra các biện pháp về y tế. Trong đó sẽ hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trên cơ sở số vaccine được phân giao của Bộ Y tế. Đến nay, thành phố có thể đủ năng lực tiêm 200.000 mũi vaccine phòng COVID-19 mỗi ngày. Lực lượng y tế luôn sẵn sàng để thực hiện, thuốc về đến đâu, tiêm đến đó, không kể ngày đêm. Sáng nay, ông Kha đến điểm tiêm chủng từ rất sớm. Sống trong vùng giáp danh với phường Thanh Xuân Trung, nơi đang là vùng đỏ của quận Thanh Xuân, nên việc được tiêm mũi vaccine đầu tiên đã giúp ông yên tâm phần nào. Tôi được test cách đây 3-4 ngày, được test tức là kiểm tra vào thông vào mũi đấy. Đấy. Sau đó là hôm nay thì lại được có giấy đi tiêm chủng như này. Thì có lẽ đây là cái điều đó mà tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Việc tiêm vaccine cho người dân trên toàn thành phố không chỉ diễn ra vào giờ hành chính, mà diễn ra cả buổi tối. Dù đã 19 giờ, nhưng bà Hòa không cảm thấy bất tiện. Ngược lại, bà cho rằng, được tiêm vaccine sớm ngày nào là may mắn ngày đó. Đến đây tiêm thì mình xác định tiêm rồi thì không có sợ gì cả. Cứ đến đây tiêm cho phòng cho mình, phòng cho tất cả mọi người trong gia đình. Hà Nội sẽ không giới hạn số lượng người tiêm trong một buổi tiêm, giảm bớt thủ tục hành chính và ưu tiên tiêm tại chỗ, tiêm cuốn chiếu, tiêm dứt điểm cho từng khu vực theo đơn vị hành chính. Tại quận Long Biên, hiện đã chuẩn bị sẵn sàng ở 3 mức độ, trong đó mức độ 1 là 15 dây chuyền, mức độ 2 là 35 dây chuyền, mức độ 3 là 48, với sự huy động của cả lực lượng y tế tư nhân. Về nhân lực về và phương án để tổ chức tiêm chủng thì chúng tôi đã sẵn sàng. Vấn đề tiếp theo nó phụ thuộc vào cái lượng vaccine về và chủng loại vaccine về. Bởi vì là cái đối tượng chúng ta tiêm sẽ phụ thuộc vào cái loại vaccine. Với mục tiêu, đến ngày 15 tháng 9, 100% người từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm chủng. Hà Nội đã kiến nghị Bộ Y tế bổ sung phân bổ nguồn vaccine, đồng thời chủ động chuẩn bị 1.200 dây chuyền tiêm vaccine tại 30 quận huyện, bảo đảm công suất 200.000 mũi tiêm mỗi ngày. Hiện thành phố chưa sử dụng hết công suất này. Hiện nay thì cái năng lực để tiêm của Hà Nội vẫn còn dư. Chúng tôi có khả năng tiêm đến khoảng 200.000 mũi một ngày. Đấy. Nhưng hiện nay thì cũng ngày cao điểm là mới chỉ có khoảng 150.000 nữa. Đấy. Lý do là vì không có đủ vaccine thôi. Đến nay, Hà Nội đã được Bộ Y tế quyết định phân bổ hơn 3,3 triệu liều. Số vaccine thực tế về đến kho của CDC là 3,1 triệu liều. Tính đến 12 giờ ngày 7 tháng 9, toàn thành phố đã tiêm được hơn 2,5 triệu liều, đạt hơn 80% số lượng đã tiếp nhận. Dự kiến đến ngày 9 tháng 9 sẽ hoàn thành 100% lượng vaccine đã được phân bổ. Thưa quý vị, sao kê của diễn viên Trấn Thành vừa đăng lên trang fanpage mới đây đang khiến cho dư luận xôn xao vì anh là nghệ sĩ đầu tiên trong số những người bị dân mạng đặt nghi vấn không minh bạch trong hoạt động kêu gọi từ thiện, có động thái quyết liệt. Sau vài ngày im lặng thì anh đã công khai sao kê tài khoản cá nhân của mình từ ngày kêu gọi ủng hộ miền Trung đến ngày 6 tháng 9 tại ngân hàng Vietcombank. Tuy nhiên, trong các sao kê của diễn viên này thì có nhiều khoản trắng trong cột số dư khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Theo sao kê, gần 1.000 trang được MC Trấn Thành đăng tải trên mạng xã hội, có tới hơn 900 trang, để trắng cột biến động số dư sau mỗi giao dịch, khiến khá nhiều người dân nghi ngờ. Trên thực tế, tìm hiểu của phóng viên VTC, nếu một ngày có nhiều giao dịch, sao kê của Vietcombank sẽ chỉ hiện số dư cuối cùng của ngày.
đây là cách làm khác thường của riêng Vietcombank. Hầu hết sao kê của các ngân hàng trong và ngoài nước, sau mỗi giao dịch đều có số dư. Mỗi ngân hàng khi mà họ in ra cái sao kê thì sau từng giao dịch đều có cái số dư. Thì cái sao kê đó có thể thể hiện bên ghi có hoặc là bên ghi nợ. Nhưng mà sau một mỗi giao dịch cho ghi có hay ghi nợ đều có cái số dư sau cái giao dịch đó. Còn nếu một ngân hàng mà chỉ đến cuối ngày họ tổng kết tất cả những số trên ghi có và ghi nợ và có cái số dư cuối ngày, thì cái điều đó tôi chưa thấy bao giờ một ngân hàng nào làm như thế cả. Nếu tôi là khách hàng của một ngân hàng nào đó thì sau mỗi giao dịch tôi phải biết là cái số dư của tôi hiện là bao nhiêu để tôi có thể có kế hoạch để có những cái giao dịch tiếp theo. Các chuyên gia cũng nhìn nhận việc không có biến động số dư sau mỗi giao dịch, ngân hàng đang đẩy khách hàng phải tự cộng trừ biến động tài khoản của mình. Ngân hàng nào mà trong cái sao kê mà không có số dư sau mỗi giao dịch thì có nghĩa rằng khách hàng phải tự tính cái số dư đó, tức là lấy cái số dư đầu ngày rồi cộng với lại ghi có rồi trừ cho số bên ghi nợ để có cái số dư sau mỗi giao dịch. Thì nếu mà ngân hàng mà không làm cái chuyện đó thì có nghĩa rằng họ bắt khách hàng phải tự làm điều đó. Cách thức sao kê của Vietcombank vẫn khiến cho người dân khá bức xúc. Thậm chí có người còn đặt câu hỏi, nếu trong mỗi ngày tài khoản có hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn giao dịch, khách hàng sẽ phải tự tính toán các con số nếu nghi ngờ có sai lệch hay sao?